Ngày thứ hai của cơ bụng rồi chị em ơi. Hôm nay chúng ta sẽ thấy hơi mỏi bụng, nhưng hãy cố gắng và kiên trì nhé. Duy trì trong 4 ngày này thì cơ bụng của chúng ta sẽ khỏe lên rất nhiều đấy. Và sờ vào bụng cảm giác là cái phần bụng của chúng ta sẽ cứng hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào bài tập của ngày hôm nay nha. Let's go. Rồi, ở động tác đầu tiên chúng ta sẽ vào cái tư thế nhà. Đấy, hai chân rộng bằng vai này, quỳ gối xuống nhá. Đó, sau chúng ta sẽ nghiêng ra này. Trái này. Đầu ngón tay chạm vào đệm nha. Người dưới giữ nguyên này. Đấy. Để cái eo kéo người lên. Lấy bụng kéo người này. Đấy. Ở video ngày hôm nay này mình sẽ làm tập ở cơ bụng, thì chúng ta sẽ tập theo video này trong vòng 3 ngày liên tiếp nha. 3 ngày cuối cùng chúng ta sẽ tập theo đúng video này thôi. Rồi hãy mở video này lên và tập theo nha. Rồi này. 5 4 chúng ta khởi động cơ bụng chạy dần lên là 3 2 1 rồi. Để chúng ta sẽ nằm xuống này. Đó, nằm xuống này. Chân chúng ta nhé, hơi rộng ra một tí, vành nó rộng hơn vai một tí nhé. Đó, rồi từ từ này, bẻ tay này, rồi giữa hai háng kéo người. Đó, chúng ta chỉ cần nên cuộn tròn người lại, lấy xương ngực gần vào xương hông, kéo lên vào xương hông. Chúng ta sẽ lên tầm 3-4cm thôi nhé, đây. Đấy, không phải là lấy cổ gập lên này đâu nhá. Đó, vai này thở lên này, cuộn xương ngực vào xương hông nha. Rồi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi giữ này, bây giờ nếu mà đứng mỏi thì giữ cổ nha, giữ cổ là nó lở lên. 10 cái nha 6 7 8 9 10. Rồi hai tay để lên này, kéo sang trái phải, trái phải, nghiêng người sang nha. 5 4 3 2 1. Rồi thả lỏng bụng xuống nào. Đó, từ từ này, kéo giãn người này, đẩy người này. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi ớt vào thì ngồi trên lên trên này. Đó, hạ xuống này, lên hạ này, lên nào. Nhớ là lưng luôn luôn sát với sàn nha. 4 5 6 7 8 9 10. Đó, tụi chân lại nào, vắt chân chéo vào với nhau nha. Rồi có thể để hai tay ở đằng sau gáy. Đó, gập người háng này nha. Sau từ chúng ta kéo này. Đấy, chạm với hai khuỷu tay, chạm với hai đầu gối chân nha. Xuống này. Thả này. 4 5 6 7. Mọi người lấy chân kéo lên chứ không phải là gập người đấy nhá. Gập cổ nó sẽ bị mỏi cổ đấy. 8 9 10 5 cái. 5 4 3 2 1. Rồi giữ giơ chân lên này, giữ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi
9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 40, cố gắng là gồng cứng tay và đập có lực nha. Ôi, quá người lắm rồi. 30 rồi. 20 rồi ba. Nào. Kéo lại một lần này. Nào. 4, 3, 2, 1 rồi. Cái này chúng ta lại ngồi lên nào. Để bụng này nha, để chân thế này nha. Từ từ này. Ngả người xuống. Hơi hơi luôn. Lên. Ngả này. Lên. Lên này. Rồi, tiếp. Người cuộn tròn lại nha. 2 1 rồi, giữ ở đây nè. Giữ thêm nha, 20 giây nữa nè. Sau bài tập của ngày hôm nay, mình cũng cảm nhận được phần cơ bụng của mình khỏe và cứng hơn rồi. Nhớ là ngày mai chúng ta có hẹn đó. Bye, chúc cả nhà ngủ ngon.